thì ban luyện của Saratex cũng chỉ sử dụng có hai thủ đấu. Anh Quý căng ngang vào, phối hợp đẹp mắt của hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh Quý và Phùng Trọng Luân đệm bóng ở cột hai. Chúng ta cùng xem lại. Một giữ, hai giữ và sau đó mới là đường căng ngang để cho Phùng Trọng Luân băng vào và đệm bóng cận thành. 1-0 nghiêng về các cầu thủ Savines Saratex và không vào. Như vậy là đã có tình huống băng vào đánh đầu bồi của Việt Đức. Việt Đức không ghi lại. Văn Khoa đã không chiến thắng được Hoàng Anh, nhưng cú sút nảy ra và Việt Đức băng vào rất nhanh. Một tình huống bất ngờ và đơn giản. Phùng Trọng Luân. Phùng Trọng Luân. Tỷ số là 3-1. Cú dứt điểm gọn gàng của anh Quý. Một pha bóng mà có công lớn của Phùng Trọng Luân. Và xử lý bóng rất gọn của Phùng Trọng Luân. Đường chuyền. Vẫn là Phùng Trọng Luân. Phùng Trọng Luân một hat-trick trong trận đấu. Cầu thủ vừa bị chấn thương. Chúng ta cùng xem lại. Nỗ lực cài bóng, đi bóng, tìm người để truyền và sau cùng là dứt điểm. Cú dứt điểm.